Kính thưa quý thầy cô đoàn chủ tọa, kính thưa các quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì à, em xin là, em tự giới thiệu em là bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc. Hôm nay em đại diện cho nhóm tác giả em xin trình bày về cái đề tài về cái chủ đề đó là tràn khí mang phổi tự phát nguyên phát ở trẻ em có hay không có nguyên nhân thì như chúng ta đã biết thì cái tràn khí màng phổi ở trẻ em thì có hai cái nhóm đó, nguyên nhân chính đoạn. nhóm đó, nguyên nhân thứ nhất đó là một cái tràn khí màng phổi do chấn thương và cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là tràn khí đoạn màng cái, phổi tự phát mà, cái, cái, thì trong cái, cái nhóm mà mà của nguyên nhân của tràn khí màng phổi tự phát thì có chia làm hai nhóm lớn đó là một nhóm đó là tràn khí màng phổi tự phát thứ phát là thường xảy ra ở những cái trẻ mà có những cái bệnh lý nền những cái bệnh lý về phổi trước đó trong khi đó thì cái tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát ở trẻ em là cái tràn khí màng phổi mà xảy ra ở những trẻ trước đó chưa hề ghi nhận bất kỳ một cái tình trạng bệnh lý nào. Và trong cái bài báo cáo của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi xin báo cáo hai cái ca lâm sàng rất là điển hình về một cái trường hai trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Mặc dù là nguyên phát ở trẻ em nhưng mà chúng tôi tìm được nguyên nhân trên hai ca bệnh này. Chúng tôi xin đi vào cụ thể ở trường hợp ca lâm sàng thứ nhất. Đó là một bé nữ 14 tháng tuổi nhập viện trong một tình trạng đó là tím tái khó thở trong nhập vào khoa hấp với là bức rứt, môi tím với SpO2 gần khí trời là 80%, thở rít co lỏng lồng ngực nặng 70 lần trên phút, nhiệt độ đo được lúc vào là 37 độ C, phổi thì nghe nhiều ranh ẩm. Tiền căn của bé này thì hoàn toàn khỏe mạnh, chưa có ghi nhận bệnh lý gì trước đó. Bé này thì lúc nhập viện thì được điều trị giống như là một cái viêm thanh khí phế quản nặng và viêm phổi nặng. Tuy nhiên thì cái tình trạng siêu hấp của bé là nặng dần, được thở oxy, sau đó thở CPAP và thở máy sau 3 giờ nhập viện. Về cái khảo sát này thì chúng tôi cho anh nhận thấy rằng cái hình ảnh lâm, trên lâm sàng cùng với cái hình ảnh x-quang của bé này là có một cái hình ảnh vòm hình hình ảnh vòm hình liên tục trên cái phim x-quang phổi. Tuy nhiên thì với cái hình ảnh này cộng với cái lâm sàng của bé nó tiến triển ngày càng nặng dần thì nó không phù hợp giữa cái hình ảnh cận lâm sàng và lâm sàng. Do đó thì chúng tôi tiếp tục làm những cái xét nghiệm hơn thêm đó là chụp CT scan ngực. Thì kết quả thì chúng ta sẽ xem ở phần sau. Chúng tôi xin trình bày tiếp cái ca lâm sàng thứ hai đó là một bé nữ 12 tuổi. Thì bé này thì đang điều trị ngày thứ năm cân hán cấp tại tuyến tỉnh. Thì bé đột ngột, ho nhiều, đau ngực nhiều. Sau đó thì được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1. Thì tại, tại khoa hô hấp chúng tôi ghi nhận em bé tỉnh nói được trọn câu SPO2 với khí trời là 99%. Nhịp thở là 30 lần trên phút, nhiệt độ là 37 độ C, thở không gắng sức, có giảm phế âm phía bên trái. Tiền căn của bé này thì có hai lần nhập viện, một lần lúc 7 tuổi, một lần lúc 10 tuổi và đều được chẩn đoán là hen nhưng mà chưa được điều trị dự phòng gì. X quang của bé này thì có một cái tổn thương à, trên hình ảnh này thì có thể quý anh chị và quý đồng nghiệp chúng ta nhìn thấy nó không có rõ nhưng mà trên hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy được có cái hình ảnh là bóc tách màng phổi ở phía bên trái. Về ca lâm sàng thứ nhất thì chúng tôi nhận thấy cái tình trạng siêu hấp của bé này nó tiến triển nặng dần, nó không tương xứng với cái hình ảnh của x của hình ảnh x quang phổi thường quy. Do đó thì chúng tôi sẽ đi tìm và chúng tôi loại trừ những cái nguyên nhân khác gây ra cái tình trạng siêu hấp ở trẻ em. Sau khi loại trừ những cái nguyên nhân khác như các bệnh lý nền thì chúng tôi hoàn toàn thấy không có. Chúng tôi tiến hành chụp x quang phổi thì cho thấy là có hình ảnh là vòm hình liên tục sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp theo để mà nhờ sự hỗ trợ của chụp các lớp vi tính lồng ngực thì chúng tôi tìm được cái hình ảnh đó là có ở cái vùng phân thủy S3 phía bên phổi bên phải thì có một cái nang kén khí bẩm sinh nằm ở đây với cái kích thước mà chúng tôi đo được trên hình ảnh CT là khoảng 32 đến 30 x 32 mm. Trong ca lâm sàng thứ hai thì có một cái bệnh sử và thăm khám thì giúp chúng ta hướng đến một cái nguyên nhân đó là tràn khí màng phổi bên trái x quang thì rất là ủng hộ đó là có một cái bóc tách màng phổi bên trái và theo y văn thì ghi nhận đó là chụp các lớp vi tính lồng ngực sẽ giúp cho chúng ta tìm được cái nguyên nhân của tràn khí màng phổi lượng ít khi mà trên những hình ảnh đó trên x quang không có rõ ràng và Thực tế trên ca này thì chúng tôi đã chụp các lớp vi tính và cho thấy có hình ảnh một cái bóng khí vỡ nó phù hợp với cái bệnh cảnh của em bé này. Đó là trong tình trạng một cơn hen cấp thì nó sẽ làm tăng cái áp lực trong khoang bằng phổi gây ra cái tình trạng là các cái bóng khí có sẵn ở mô nhu mô phổi thì dễ vỡ và gây tràn khí màng phổi. Đây là hình ảnh của cái bé thứ hai. Như vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với theo cái y văn ghi nhận đó là theo cái tổ chức về hội hiệp hội các bác sĩ lồng ngực Hoa Kỳ và theo cái hộp hội lồng ngực Anh vào năm 2010 thì chúng ta có thể chẩn đoán tràn khí màng phổi khi mà bệnh nhi có những cái biểu hiện như đột ngột đau ngực khó thở khám lâm sàng thì cho thấy có gõ vang lồng ngực có giảm phế âm ở một vùng hoặc là ở toàn bộ hai phế trường hình ảnh có tràn khí trên x quang ngực trong một vài trường hợp thì chúng ta có đối với những trường hợp mà cái hình ảnh tràn khí không rõ ràng trên x quang thì chúng ta có thể kết hợp thêm với x quang ngực nghiêng hoặc là kết hợp với chụp các lớp vi tính lồng ngực đối với độ nhạy của chụp các lớp vi tính lồng ngực và độ phân giải cao tức là những cái lát cắt mỏng có với bề dày khoảng 1 mm thì cho thấy là với cái độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn hẳn là từ 94 đến 97 trong cái việc phát hiện được những cái bóng khí hoặc kén khí so với cái chụp các lớp vi tính thông thường với cái lát cắt dày hơn là khoảng 5 mm đó là chỉ có phát hiện được với tỷ lệ rất là thấp từ khoảng 36 cho đến 63% và trong hầu như có rất là nhiều những cái khuyến cáo về cái điều trị tràn khí màng phổi ở người lớn tuy nhiên về cho đến thời thì bây giờ thì những cái, cái khuyến cáo về cái điều trị tràn khí màng phổi ở trẻ em thì vẫn chưa có đạt được những cái sự thống nhất và chưa có sự đồng thuận cao và trong phần lớn thì vẫn chủ yếu đó là theo dõi và điều trị hỗ, hỗ, hỗ trợ hô hấp nếu em bé có tình trạng siêu hấp thì thông qua cái bài trình bày này chúng tôi xin đưa ra một số kết, các các kết luận như sau là Tràng tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát ở trẻ em thì chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp rất thấp khoảng từ 3,4 3,4 trên trên một trẻ dưới 18 tuổi tỷ lệ ở nam thì gặp nhiều hơn so với ở nữ bệnh sử thì có vẻ có đột ngột đau ngực khó thở và lâm sàng thì có cái gõ vang hoặc là giảm phế âm một vùng hoặc là lan rộng ở cả hai phế trường trong một vài trong nhiều trường hợp thì chỉ cần chụp X quang ngực thì sẽ giúp chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân của tràn khí màng phổi. Tuy nhiên thì vẫn có những cái trường hợp khó hoặc là những trường hợp mà không điển hình trên X quang thì chúng ta có thể kết hợp với những cái phương tiện cận lâm sàng cao cấp hơn. Trong đó CT scan là một trong những cái phương tiện rất là hữu ích để giúp chúng ta phát hiện được không chỉ cái nguyên nhân của cái vấn đề của tràn khí màng phổi mà chúng ta còn có thể giúp cho cái hỗ trợ sau này những cái việc của cái vấn đề về can thiệp điều trị và cho đến nay thì điều trị thì vẫn chưa có sự thống nhất và chủ yếu vẫn là theo dõi và điều trị hỗ trợ hấp là chính phần trình bày của nhóm tác giả đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý thầy cô quý anh chị đồng nghiệp đã lắng nghe